Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành ra soát những vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai, sớm xác định nhu cầu, bố trí kinh phí để các đơn vị địa phương chủ động lồng ghép nguồn vốn thực hiện. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cụ thể hóa mục tiêu và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nghị quyết số 10 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai để đề xuất bổ sung chính sách cho phù hợp đặc biệt cải tiến các thủ tục hỗ trợ giúp tổ chức cá nhân doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn